Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tech One Channel. Sau một kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2016 bên người thân và bạn bè, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những chiếc smartphone đình đám trong năm 2015 vừa qua. Đầu tiên phải kể đến đó chính là Samsung Galaxy Note 5. Note 5 được đánh giá sử dụng ngoại hình thu hút hơn iPhone 6s Plus bởi lớp kính ở các cạnh bo tròn tinh tế. Điểm độc đáo của dòng tablet Samsung nằm ở bút F Pen, giúp bạn có thể ghi chú trực tiếp trên màn hình. Về phần cứng thì nhà sản xuất Hàn Quốc trang bị cho sản phẩm của mình chipset Exynos 7420 với bộ xử lý 8 nhân kết hợp với RAM 4GB, camera chính 16 megapixel, hỗ trợ khả năng chống rung quang học OIS và pin 3000 mAh. Với cấu hình khủng long như vậy, Note 5 luôn thuộc top những sản phẩm có cấu hình mạnh nhất tại Việt Nam. Samsung Galaxy Note 5 được bán với giá rất hấp dẫn, 18 triệu đồng. Đứng thứ hai đó chính là iPhone 6s Plus. Giống như mỗi năm thì sản phẩm của nhà táo luôn đứng ở top đầu của sự chú ý. iPhone 6s Plus nổi bật với thiết kế mỏ nhôm 7000 series vững chắc và giữ nguyên kiểu dáng, cạnh được làm mỏ tròn. Về tổng thể thì mẫu smartphone cao cấp này giống hệt với người anh em iPhone 6s, chỉ to hơn một chút thôi. Các thông số cực chất của iPhone 6s Plus bao gồm màn hình Retina HD cỡ 5,5 inch, độ phân giải là 1080x1920 pixel, camera sau iSight 12 megapixel, hỗ trợ quay phim 4K, camera trước 5 megapixel, hệ điều hành iOS 9 siêu mượt mà và ổn định, bộ xử lý CPU Apple A9 2 nhân, tốc độ 1.8 GHz, chip đồ họa PowerVR GT7600, hỗ trợ RAM 2GB, bộ nhớ trong là 128GB và dung lượng pin là 2750 mAh. iPhone 6s Plus có 3 phiên bản, đó chính là 16GB, 64GB và 128GB, có giá lần lượt là 21.79 triệu đồng, 24.69 triệu đồng và 27.49 triệu đồng. Đứng thứ ba đó chính là Galaxy S6s Plus. Góp mặt trong danh sách này thì Galaxy S6s Plus cũng sở hữu chip xử lý Exynos 7420 8 nhân như người anh em Note 5. Không chỉ dừng lại ở đó, sản phẩm còn nổi bật và cực thu hút nhờ thiết kế cạnh cong tinh tế ở hai bên cạnh máy. Ngoài ra thì nhà sản xuất Hàn Quốc cũng tích hợp cho đứa con của mình RAM khủng 4GB, màn hình Quad HD kích cỡ 5.7 inch, 1440x2560 pixel, chip đồ họa Mali T760, camera trước và sau có lần lượt là 5 megapixel và 16 megapixel, pin là 3000 mAh. Chiếc smartphone này hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường với mức giá 19.99 triệu đồng. Đứng thứ tư đó chính là Sony Xperia Z5 Premium Duo. Trong danh sách này, người dùng chắc chắn không thể bỏ qua Sony Xperia Z5 Premium Duo, smartphone đầu bảng của dòng Xperia Z5. Sản phẩm sở hữu màn hình 4K cỡ 5.5 inch, có độ sáng cao, độ phân giải khủng 2160x3840 pixel, bộ vi xử lý Snapdragon 810 8 nhân được cải tiến không còn bị lỗi quá nhiệt, RAM 3GB và cảm biến 23 megapixel với công nghệ Light Hybrid đi kèm khả năng lấy nét AF siêu nhanh. Qua đánh giá thì thiết bị thực sự đem lại trải nghiệm tuyệt vời cả trên thời lượng pin, chất lượng hình ảnh, video và đàm thoại. Các tính năng đặc biệt khác của máy bao gồm quét dấu vân tay này, khả năng chống nước và va đập. Hiện Sony Xperia Z5 Premium Duo có giá bán là 19.99 triệu đồng, tương đương Samsung Galaxy S6s Plus. Đứng thứ năm đó chính là Oppo R7s Low Gold. Không chỉ sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối sang trọng, kỹ thuật gia công tỉ mỉ, lớp vỏ nhôm được phủ màu vàng hồng khá thanh lịch thì cấu hình phần cứng của máy cũng được đánh giá khá là cao. R7s được trang bị màn hình AMOLED kích cỡ 5.5 inch với độ phân giải Full HD 1080x1920, mật độ điểm ảnh đạt 401 ppi, có viền cong 2.5D độc đáo và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass 4, cung cấp sức mạnh cho R7s đến từ chipset Qualcomm Snapdragon 615 với bộ vi xử lý 8 nhân tốc độ 1.5G, đồ họa Adreno 405, bộ nhớ RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 32GB với khe cắm mở rộng microSD lên đến 128GB, camera chính là 13 megapixel với tính năng tự động lấy nét theo pha, auto focus chỉ trong 0.1 giây, camera 8 megapixel ở mặt trước, tốc độ mở và ứng dụng của máy ảnh nhanh hơn 30% so với thế hệ trước. Ngoài ra, bộ sạc nhanh VOOC sẽ giúp máy sạc 5 phút có thể trò chuyện liên tục 2 tiếng, sạc đầy 90% pin chỉ trong 50 phút. Giá tham khảo là 9.5 triệu đồng. Còn đứng thứ sau đó chính là HTC One A9. HTC One A9 được thừa hưởng màn hình Full HD AMOLED cỡ 5 inch với độ phân giải đạt 1920x1080 pixel, cùng với kính cường lực Gorilla Glass 4 từ người tiên nhiệm One M9. Sản phẩm nổi bật nhờ có bề ngoài rất giống iPhone của Apple. Mặc dù chỉ có dung lượng pin hạn chế 2150 mAh, nhưng thiết bị của HTC có khả năng cung cấp tới 60 giờ nghe nhạc và 12 giờ xem video. Các thông số còn lại của One A9 bao gồm camera sau 13 megapixel, camera trước 4 ultra pixel, hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow, CPU Qualcomm Snapdragon 617, 8 nhân 1.5 GHz, chip đồ họa Adreno 475 và RAM 2GB. Giá của sản phẩm chỉ ở tầm trung 11.99 triệu đồng. Đối thủ thứ 7 đó chính là BlackBerry Breeze.
Grip nổi bật nhờ sở hữu thiết kế độc đáo với màn hình trượt kết hợp với bàn phím cảm ứng và bàn phím QWERTY phần lý truyền thống. Sản phẩm sử dụng cấu hình mạnh mẽ bao gồm chip xử lý Qualcomm Snapdragon 888, RAM 3GB, dung lượng lưu trữ 32GB và camera 18 megapixel. Thiết bị có màn hình Quad HD 5.5 inch, cong nhẹ hai bên khá giống với dòng Galaxy S mới của Samsung hay là Oppo L7 Plus. Máy có giá bán khoảng 18.5 triệu đồng. Đối thủ cuối cùng đó chính là Lumia 950 XL. Điểm mạnh nhất của smartphone cao cấp Lumia nằm ở camera. Lumia 950 XL mới có camera sau 20 megapixel tích hợp công nghệ ProView và đèn flash 3 tông màu. Máy cài đặt sẵn đầy đủ các ứng dụng đặc trưng của Microsoft như Office, Cortana, Skype hay OneDrive. Đại diện Microsoft cho biết công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng dành cho bộ đôi Lumia 950 là để giúp cho smartphone chạy chip Snapdragon 810 bớt nóng hơn. Ngoài ra thì tính năng Window Hello sẽ cho phép người dùng sử dụng camera trước để nhận diện gương mặt và mở khóa thiết bị. Hiện tại, sản phẩm của Microsoft đang bán khá chạy với giá khoảng 16 triệu đồng. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng nhau nhìn lại những smartphone đình đám trong năm vừa qua. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh để ủng hộ bọn mình ra clip hay hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tech One, uy tín và giá trị đích thực.